6. Đầu tiên là các bạn bật Lightroom lên. Hiện tại bản của mình đang là bản Giant. Dùng thử đấy đã. Ok. Mình sẽ chọn một cái tháng. Đây, ví dụ mình sẽ chọn một cái bức mà mình đã chụp lại đây. Ví dụ này, có 3 cái tấm này. Lúc nãy mình có hướng dẫn các bạn cách chụp 3 tấm này chênh nhau 2 EV. Thì các bạn có thể thấy rằng đây, đây là tấm thứ nhất đúng sáng, tấm thứ hai thiếu sáng 2 EV và tấm thứ ba dư sáng 2 EV. Khi mà có 3 tấm này, các bạn có thể ghép lại thành một cái ảnh HDR bằng cách là các bạn đầu tiên là các bạn select 3 cái tấm này, giữ shift select, chuột phải và chọn photo make. Ở đây nó có HDR panorama, mình sẽ chọn là ghép thành HDR. Thằng Lightroom 6 này nó rất là tiện, chỉ cần chọn là nó sẽ ghép lại cho mình luôn, không cần phải thông qua một thằng phần mềm nào khác. Hồi xưa là phải qua một cái thằng Photomatic. Dĩ nhiên là thằng Photomatic nó sẽ mạnh hơn là cái thằng Lightroom 6 này khá là nhiều, nhưng mà về cơ bản là thằng Lightroom 6 cũng rất là tốt rồi, nó rất là đơn giản. Các bạn thấy là nó đã ghép xong cho mình một cái tấm panorama rất là bình thường và rất là đẹp. Ở đây là các bạn có thể thấy là nó đơn giản đến cái mức là nó chỉ có tự động trồng hình này, tự động điều khiển tông màu này, và degauss thì là ở các cái bức ảnh mà các bạn chụp 3 tấm mà trong cái bức ảnh này nó có vật gì đó chuyển động thì các bạn phải sử dụng chức năng degauss này. Các bạn chụp panorama ở trên phố chẳng hạn, HDR trên phố chẳng hạn, thì cái xe máy nó sẽ đi từ đầu nọ đến đầu kia, bật cái degauss lên, bật 2 lên thì nó sẽ xử lý, nó sẽ chọn ra một cái khuôn hình có một cái xe máy thôi, không bị phân thân thành nhiều xe máy. Degauss này sẽ nó yêu cầu cái bộ xử lý rất là mạnh, nên là khi mà để 2 là các bạn để cho máy nó load khá lâu. Đó, các bạn thấy khi mà degauss xong thì cái mặt nước này, như lúc nãy là mặt nước nó sẽ bị gloss nhiều, nhưng mình lại thích cái gloss ở mặt nước này, mình trở nó lên này. Đó, rồi, ok, bấm mấy rồi thì ngay lập tức đây, nó sẽ tạo một cái bức ảnh HDR. Đó, và nó lưu lại ngay vào trong Lightroom. Thì cái bức ảnh HDR này các bạn có thể thấy ngay là cái HDR là cái dynamic range của nó cao, ánh sáng nó cao. Như cái bức này là mình ghép rồi không nói, đây là một bức thừa sáng, các bạn nhìn nền trời không có mây này, chỉ có cái bức thiếu sáng 2 EV thì nền trời nó mới lên mây, còn nếu mà cái bức đúng sáng là nền trời nó cũng không lên mây. Chính vì vậy là mình phải sử dụng HDR. Và trong trường hợp này các bạn thấy là cái mây nó có lên rồi đấy. Thì bây giờ bằng một vài cái xử lý đơn giản, mình có thể kéo cái này để cho mây nó khối lên. Làm trắng đi, mây nó sẽ lên. Điểm phản lên. Cho nó cái kinh màu mà cơ lời. Nhìn trời nó là lên xanh. Đó, vì sao cần HDR? Cần HDR bởi vì là cái hoạt cảnh mình chụp như vậy không thể nào mà nó thu lại được hết. Nếu mà chụp chiếu sáng thì có mây, nhưng mà các cái vùng còn lại tối. Đây như thế này, nếu mà chụp chiếu sáng thì nó sẽ mây nó lên, nhưng các vùng còn lại tối. Nếu mà chụp đúng sáng thì các cái vùng còn lại đẹp, nhưng mà lại bầu trời lại không có mây. Chụp dư sáng đi thì sẽ mất cái chi tiết, nó sẽ lên cái chi tiết ở vùng tối, như là cái vùng này sẽ lên, nhưng mà cái chi tiết vùng sáng cháy hết. Chính như vậy cần một bức ảnh HDR nó sẽ thu lại toàn bộ cả cái vùng tối vùng sáng, và khi đấy mình xử lý cái bức ảnh nó sẽ rất là dễ.
Cái này mình cũng hướng dẫn các bạn. Đây, một hạt bụi, vài hạt bụi ở đây sẽ có đấy. Đừng có lo gì nó bụi, xử lý bụi cũng nhé. Đây rồi. Là chức năng heal. Xong, đã xử lý xong bụi. Nhân chơi đã về không có bụi đâu. Những cái HDR nó nhiều cái ngoài cái việc nó lưu lại vùng sáng vùng tối, nó còn lưu lại cái gọi là chiều sâu màu sắc rất là nhiều. Các bạn khi mà bạn kéo cái thông số có liên quan đến màu sắc, bạn nên kéo nhẹ thôi. Cái màu sắc ở trong bức ảnh thay đổi rất là mạnh. HDR nhiều bạn thích là nó phải ảm, tùy vào cái gu bạn phải chỉnh trên này. Mình cũng nói luôn về thằng Lightroom, ghép HDR ok, nhưng mà mình sẽ so sánh với một bước mình ghép bằng thằng Photomatic chẳng hạn, mình sẽ thấy được cái sức mạnh của Photomatic nó mạnh hơn khá nhiều. Đó. Đây là Photomatic, đây cái vùng trời ngoài nó lên rất tốt. Chuyển sang bước Lightroom nó cũng lên nhưng mà nó lên chưa tốt lắm, phải xử lý thêm nhiều lượng mình có thể xử lý được. Ok, đó là về phần HDR. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần panorama.